Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ chợ cầu kênh 14 nha, có cái chợ bên phải mình đó. Cái này là chợ cũ, còn cái hồi nãy là đang mới cất lên đó. Thì hôm nay mình sẽ đi từ chợ cầu kênh 14 để mình đi tới cống Vàm Rồng. Cái này là cũng của xã Vĩnh Hụ luôn nha. Đây là huyện Gò Công Tây. Ở phía trước mặt mình là cầu kinh 14. Ở khu vực này thì mình thấy người ta làm ruộng rất là nhiều, làm ruộng với trồng ba cái rau màu rồi. Còn cây ăn trái thì mình thấy trồng dừa với trồng nhãn. Các bạn nghe con kênh rất là bình yên luôn nha. Mình coi bản đồ mình thấy con kênh này nó rất là dài luôn. Nó kéo dài từ ngang chỗ cống Vàm Rồng, nó đi xuống tới thị xã Gò Công luôn. Mình chạy cái đường này thì hai bên thì mấy bạn thấy quán khá nhiều, chứ cái phía sau là đất vườn không à. Ở phía bên phải mình là trạm y tế của xã Vĩnh Hụ, còn kế bên là ủy ban. Đó, trạm y tế này mới cất lại nha, nó nhìn rất là đẹp luôn. Giờ ở dưới quê là gần như là mấy cái cơ quan nhà nước rồi bệnh viện trường học nó đang xây cất lại. Ở đây là ủy ban xã. Cái đường này nếu các bạn đi ngược về cái hướng sau lưng mình thì đi về thị trấn Vĩnh Bình, còn đi thẳng cái hướng trước mặt mình thì đi ra ngoài chợ Cả Chốt, là đi ra ngoài cái hướng ngoài sông Tiền á. Lúc về thì Gò Công Tây này thì nó nổi tiếng về cái trồng rau màu, bầu bí mướp đâu. Ví dụ như lúc trước thì khu vực này người ta làm ruộng rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì người ta đang xen vô trồng thêm ba cái rau củ quả nữa. Rau củ quả ví dụ như là ớt rồi cải thì hoặc là bầu bí đâu. Có một số thì trồng cỏ nuôi bò. Nó cũng như phía bên phải mình là nguyên cái ruộng cỏ luôn nè, này cỏ dôi. Còn phía bên trái mình là trường trung học cơ sở Vĩnh Hụ. Còn mình thấy cái trường này đang xây, nó xây lên lầu thấy cũng bự lắm. Nhưng mà thấy cái dãy trước mặt mình nó mới tôn luôn. Thường ở dưới những cái xã vậy nè thì sẽ có trường cấp 2 thôi, còn cấp 3 thì nhiều khi mới lên thị trấn mới có. Bên trái mình người ta để mấy cái chậu để người ta trồng mấy cái hoa bán Tết nè. Hồi nãy giờ mình chạy cái đường này mình gặp cũng mấy chỗ rồi. Thường thì sẽ trồng ba cái dạng thọ màu gà luôn. Bên phải mình mấy cái cây bông trang người ta uống thành cái bình. Cái đường này thì mình thấy cũng có trồng hoa hai bên đó, nhưng mà làm như không ai chăm sóc thôi nhỉ. Thấy nó giờ nó ra cỏ không à. Nó có ba cái dừa tím với ba cái dừa cạn đó. Có nhiều nhà thì phía trước người ta chăm sóc nhìn rất là đẹp, còn không mà nhìn nó tơ trụi hết trơn. Ở đây cây ăn trái thì mình thấy trồng dừa rất là nhiều nha. Thỉnh thoảng thì có mấy loại cây khác nhưng mà ít. Còn ruộng lúa thì mình đang đi cái mùa này là người ta mới gặt xong rồi, giờ giống như là người ta mới có gieo hạt à. Hồi nãy mình chạy qua mấy chỗ thấy có nhiều chỗ người ta mới bừa xong mà, có chỗ thì gieo hạt nó mới lú lú lên. Nó còn quán xá hai bên thì gần như là bán tạp hóa là nhiều, cà phê hoặc là ăn sáng đâu có mà cũng ít lắm. Gần như ở đây mình thấy người ta làm nông là chính. Còn hai bên lộ thì bạn thấy bên phải mình là lâu lâu gặp mấy cái bầu bê mà đen đen á, người ta cuộn lại giống như cái chậu vậy, người ta trồng bông á không. Còn bông thì mình thấy trồng đủ loại á, nhưng mà thấy cỏ nhiều hơn bông đó. Thường thấy dừa cạn là nhiều, dừa cạn với xôi nhái hai cái đó là nhiều. Là mình thấy làm như không ai nhổ cỏ hay sao, thấy nó mọc lên tùm lum hết trơn. Còn nhà ở đây thì mình thấy nhà tường không nhá,
Có nhiều căn nhà máy Thái mới có rất là đẹp luôn. Nhưng mà thấy mấy cái bồn bông bên phải mình gần như là khóc mà không thấy nước nhé. Này chắc phải đợi trời mưa quá. Cái khu vực này mình thấy người ta trồng bắp cũng nhiều nữa. Bây giờ thì nếu mấy bạn muốn kiếm ruộng lúa thì đi về Gò Công thì thấy nhiều nè. Chợ gạo thì cũng có nhưng mà chợ gạo thì ít lắm. Nào phía bên phải mình cũng ruộng lúa nè. Đó, cái này người ta mới bừa xong chưa có thấy trồng cái gì hết. Nó còn nguyên một phỉnh đất luôn. Bên trái mình thì thấy nó xanh xanh, chắc mới gieo hạt quá. Cái này mấy bạn đi mà ngay chắc phải đi trước 2-3 tháng là lúc mà đang mùa lúa chín nhìn mới đã. Đó, còn mấy cái bao bên trái mình đó, thường là mấy cái bao phân bò và phân dê là nhiều. Tại vì khu vực này người ta nuôi bò nuôi dê cũng nhiều lắm. Chỗ nào mấy bạn thấy mà người ta hay trồng xua đũa hoặc là trồng ba cái cỏ dâu á, đó là mấy cái chỗ này hay nuôi bò nuôi dê. Rồi còn bên trái mình thì trồng ba cái rau màu nè, mà sao mình không biết là rau gì nữa. Tại vì nhiều cọng rau hay để nó bự lên cả nó lớn lên là mình nhìn thấy mới rõ. Còn nhiều cọng mà nó nhỏ nhỏ nó mới lú mầm mà cũng chả biết nó là cọng gì luôn đó. Lâu lâu ở đây thấy cũng có chỗ trồng ớt nữa. Gò Công mà lúc trước thì trồng ớt chỉ thiên cũng nhiều lắm đó. Không gà cũng bớt. Nó còn bên phải mình là vườn dừa với trồng cỏ. Thanh long thì cũng có nhưng mà rất là ít. Nó dừa ở đây thì cũng dừa tơ mà thấp thấp còn chứ không có cao lắm. Là phía bên phải mình là nguyên vườn dừa mới trồng nè. Nó mấy cây ngoài lộ thì nó già rồi, còn mấy cây ở trong kìa toàn là lùng lùng lắm mà. Với giờ mà dừa mà cao á, mà ta thấy năng suất thấp á, người ta cũng đốn bỏ nữa. Người ta trồng lại giống dừa mới. Dừa mới giờ thì trồng khoảng chừng 5 rưỡi là có trái rồi. Mà rất là sai nữa. Ở đây có nguyên cái vườn chuối luôn nè. Ở dưới quê mình thì chuối thì người ta hay trồng đan xen lắm, chứ ít có vườn nào mà trồng nguyên vườn chuối lắm. Chuối dưới mình thì lúc này cũng rẻ. Mình đi chợ mình mua thì chuối sim á nha, bán được khoảng 5.000 ký. Nó là vú rồi đó, mà trái phải bự. Nếu mà 5.000 thường mấy bạn cắt ra mấy bạn bán thì chắc chừng 2-3.000 là dữ lắm rồi. Nó bên phải mình có cái lò dừa đó nè. Thường thì những khu vực trồng dừa nó sẽ có những cái lò dừa để chế biến cơm dừa, nước dừa đó. Còn không thì có một số chỗ người ta thu mua dừa xiêm xanh. Dừa xiêm xanh thì chạy dọc dọc lộn, các bạn thấy để đóng đóng đó là thường là mấy cái chỗ thu mua dừa xiêm xanh đó. Còn mấy cái lò dừa thì nó thu mua dừa khô không à. Mà dừa khô thì lúc gãy với mình cũng rẻ nữa. Dừa khô với mình thì chừng 2.000, dữ lắm là 3.000 trái ha. Còn dừa xiêm xanh thì được 4-5.000, cái đó là dừa bự nha. Còn dừa nhỏ nhiều khi không ai mua nữa, đặc biệt là những cây dừa lão gần như là ít có người chịu leo. Ở này mình đi tới ngã ba này rồi, đi này là tới chợ Cà Chốt rồi, cái chợ ở phía trước mặt mình đó. Cái này nếu mà bạn quẹo trái thì cái hướng đi về bến phà Tân Long nha, còn quẹo phải thì hướng về phà Bình Ninh. Thì đó mình đi cái đường mà ngay ra bến phà Tân Long á, mình thấy khu vực đó người ta làm ruộng với trồng rau cải đồ rất là nhiều. Khu vực đó thì nhà nó ít, còn cái đường này mình chạy thì nhà nó nhiều nên không có thấy rõ được. Cái này là đường tỉnh 877. Nó có bản đồ thấy cái chợ nằm ở phía trước mặt mình đó, nhưng mà mình chạy ra đây mình thấy nó còn có mấy hộ buôn bán nha. Còn cái nhà lồng chợ hình như đập bỏ gì rồi. Tại vì mình có coi trên Google Maps thì bạn kia nói là đập bỏ cái chợ này. Nó bên trái mình có kiến trúc mới xây, chắc phải đó là cái chợ chỗ chợ chợ cũ á. Cái còn giờ không thấy chợ. Tại vì đường này đó giờ mình cũng chưa đi nên mình cũng không có rành lắm nha. Nó đây thì quanh đi quẩn lại đâu có thấy chợ đâu đâu.
Chỉ có ngay chỗ ngã ba thì người ta có một cái cụm này người ta buôn bán thôi. Nhưng mà coi bản đồ ấy nó ghi là chợ Cả Chuốt nằm ở đây. Có hình ảnh đâu đó. Nó còn phía trước mặt mình đi, giờ chắc còn chừng vài hộ buôn bán thôi. Cái này không biết sáng sớm xíu nữa thì sao, chứ giờ này mình đi cũng hơi trưa rồi. Thường thì những cái chỗ ngã ba ngã tư thì người ta sẽ tập trung dân rất là đông, thường mấy cái chỗ đó thì sẽ buôn bán được. Bây giờ mình sẽ quẹo trái nha, mình đi tiếp tục. Rồi có cây đu đủ nó quá trời sai luôn nè, nó đu đủ hoặc là mít hoặc là sòi, thỉnh thoảng thì cũng thấy có trồng nhưng mà dạng cũng ít lắm. Dừa là mình thấy là cái cây người ta trồng nhiều nhất. Trồng dừa thì nó đỡ tốn công chăm sóc nữa, mặc dù là bán thì giá trị nó không có cao nhưng mà được cái là nó nhàn. Nhiều khi ở mấy bạn trồng mấy công dừa vậy đó, các bạn có thời gian các bạn làm chuyện khác, chứ còn mấy công đó mà trồng bưởi hoặc là trồng thanh long đâu là gần như là phải chăm sóc suốt. Nó dọc đường thì mình thấy người ta để mấy cái bao con bò rất là nhiều luôn. Mấy cái bao đó ở trên mình là bán là khoảng 30 ngàn một bao đó. Mà muốn ra được một bao phân bò vậy mấy bạn phải phơi nữa. Phân bò phải phơi cho nó khô rồi mới vô bao được. Vô hắng nắng thì phơi còn đỡ, chứ vô hắng mưa là phơi là bệnh trong người luôn. Rất là khó chịu. Thì đó mình đi Ba Tri là mình thấy người ta phơi phân bò mà mình ngửi hồ là mình muốn xỉu luôn. Khu vực này nhà cửa rất là thưa. Là phía bên phải mình có cái ruộng bắp nè. Ở giữa ruộng bắp thì nó có nguyên cái chòm mã. Nó bắp rất là nhiều luôn nha. Nếu bạn nào mà có muốn mua bắp bán thì xuống khu vực này. Hoặc là rau màu đúng không vậy. Ở đây thì rau màu thường thường nó trồng ở phía trong á. Phía ngoài nó có nhà, bây giờ nhiều khi mình không có quay được cho mấy bạn coi. Giờ đất mặt lộ là thường đã cất nhà nhiều lắm. Là phía bên trái cũng có cái ruộng đó. Ở này thì chưa có gieo trồng gì hết. Thường thì chạy những cái con đường nhỏ nhỏ, còn này đường này đường tỉnh lộ rồi, chạy đường huyện lộ hoặc là chạy những cái con đường mà không có tên tuổi gì hết. Đó mấy bạn mới thấy rõ, tại vì chạy những cái con đường đó thì nhà cửa rất là ít. Thường thì chạy đường nhỏ thì nhà cửa người ta cất hụt vô trong không à. Còn ở phía vòng vòng thì giống như là miếng đất người ta cất nhà ở giữa vậy đó. Còn mà cái dạng mình chạy những cái đường tỉnh vậy nè, đường nhựa vậy nè, là người ta cất nhà, người ta sẽ cất sát lộ để người ta thuận tiện cho việc buôn bán đâu. Bởi vì nên nhiều khi chạy thì không có thấy được trồng cái gì á. Chỉ có ví dụ như trồng mấy cây dừa nó cao cao thì từ xa mấy bạn thấy. Chứ còn ví dụ như bưởi, mít hoặc là rau màu hoặc là ruộng rồi chạy đâu có thấy được đâu. Ở đây có trồng sô đũa nữa nè. Thường thì nhà nào mà có nuôi bò nuôi dê thì có hay trồng sô đũa lắm. Nó có đặc biệt là dê á, dê là khoái ăn sô đũa ấy lắm. Bây giờ thì đi đâu cũng gặp ba cái cỏ dâu á. Gần như là người ta trồng dọc dọc đường rất là nhiều. Giống như là trồng hàng rào ấy. Nó đường này mình thấy có mấy cây phượng rất là bự nè. Nhưng mà đang đi cái mùa này thì nó đang ra trái rồi. Nó còn cái khúc này bạn thấy đâu có quán xá gì đâu. Chạy lại những cái ngã ba ngã tư hoặc là chỗ có trường học hoặc là cơ quan nhà nước đâu. Mấy cái chỗ đó thì nó mới có quán xá nhiều. Chứ còn dọc dọc lộ thì bán thì cũng bán cho bà con chòm sớm không à. Thường ở quê thì đi chợ hoặc là đi học rồi đi bệnh viện được cũng vậy đó, đi rất là xa. Cũng như ở đây nếu mà mình nghĩ chứ đi bệnh viện thì chắc phải lên thị trấn Vĩnh Bình rồi. Còn đi chợ thì chợ nhỏ hay là chợ Cả Chốt hoặc là chợ Kinh 14 thôi.
Ở đây là cống Ba Thừa nhé. Lúc về thì những cái con kênh mà nối liền với sông Tiền á, là người ta làm những cái cống như thế nè để ngăn mặn hoặc là giữ nước vào những mùa khô á, thì lúc rút gại với mình cũng hay bị mặn lắm. Hồi mấy năm trước bị liên tục mấy tháng trời luôn, gần như là trồng cây ăn trái là vô nước mặn cái là nó bị quéo hết trơn à, nó ra trái giống như là bị đẹp nha. Ở khu vực này thì đa phần là trồng cây ăn trái với làm ruộng trồng rau màu được không mà đưa nước mặn vô là thua liền. Ở phía bên phải mình cũng có cái chòm mã đó nè. Bây giờ thì thấy còn chứ mấy bạn thấy chừng vài năm nữa khi mà dân cư đông á, là những cái chòm mã mà xác xác lộ thì là thế nào cũng bị bóc cốt đó nè. Tại vì người ta lấy đất nó để người ta bán đất nền, hoặc là người ta cất nhà, hoặc là cho thuê rồi. Bởi vậy giờ mà có chôn mà phải lựa cái chỗ nào mà heo hút nhất á, cũng nằm ở đó được vài chục năm, đợi khi nào mà đông dân thì cái mình cũng phải đi chỗ khác à. Mà cái này mình phải đi cái đường này vài tháng trước à, hẳn coi mấy cây phượng này nó nở bông mới đã, còn giờ nó ra trái không à. Ở bên phải mình thì có cái chuồng dê nè, lâu lâu thì cũng gặp những cái chuồng dê chuồng bò dọc dọc lộ nhưng mà nó nằm khuất ở trong á. Bên trái mình thì đang cất nhà. Như bạn đi dọc đường các bạn thấy đổ đống cát, đống đá và đống gạch đồ, thường thường là mấy cái chỗ đó là người ta đang cất nhà. Còn đổ một cái đống thiệt là bự đó là chỗ đó hay bán vật liệu xây dựng. Cái đường này rất là yên tĩnh luôn. Chạy cái đường này mà hết xăng hoặc là xe hư là bệnh trong người luôn. Nãy giờ mình chạy đâu có thấy chỗ nào sửa xe hoặc là bán xăng đâu. Thì bên phải mình có nguyên cái hàng sứ trắng này, nhìn rất là đã luôn. Đó, sứ này mà nó đang ra bông nữa là phê luôn mà. Có loại màu hồng nữa nè. Mình thấy sứ lúc này nó cũng nhiều màu lắm. Có loại màu hồng mà có loại màu đỏ nữa. Cái hương của nó thì rất là dịu nha. Thì bên phải mình có căn nhà máy Thái cũng đẹp ghê luôn nè. Có giờ kiểu nhà máy Thái đó thì gặp rất là nhiều. Còn bên trái mình có cái xưởng gỗ. Ở bên trái cũng có nhà máy Thái nữa đó. Ở dưới quê thì người ta cất nhà rất là bự. Thường thì nhà trệt nhưng mà người ta cất rộng lắm. Nhiều căn chiếm gần cả công đất vậy. Ở dưới quê về thì cũng có cất nhà lầu nữa, nhưng mà cũng ít chứ không nhiều. Thường là nhà trệt là nhiều hơn. Lại nhiều đất mênh mông mà lo mà cất. Nhưng mà giờ thì đất ở dưới quê các bạn mua không nổi đâu. Ngày xưa thì người ta bán đất, người ta bán bằng công, bằng mẫu. Còn bây giờ thì bán đất vườn mà tính mét vuông thôi mà. Mét vuông thì giờ bèo nhất là cũng 1 triệu hoặc là 1,5 triệu mét vuông rồi. Mua gì nổi mà mua. Giờ có đất mấy bạn bán những cái nền để bạn đủ cất nhà. Còn ngày xưa bán cả mẫu mà chưa thấy gì. Giờ giá đất nó lên kinh khủng lắm. Giờ gần như là ai cũng đầu tư đất ấy. Nè bên trái mình có mấy cái củ dừa người ta chót lên xe nè, để mình quay cho bạn coi. Củ dừa này là người ta đốn cây dừa, người ta lấy ở trên cái phần ngọn đó, là cái phần củ dừa này. Cái phần này nó rất là mềm nha. Cái này mấy bạn lột cái vỏ ra, mấy bạn lấy cái phần trắng ở trong á, mấy bạn bào hoặc là bạn xắt khúc, mấy bạn kho rồi ăn cũng ngon lắm. Hoặc là làm gỏi. Ở Bến Tre mình thì gỏi củ dừa cũng nổi tiếng lắm. Ở củ dừa nếu mấy bạn làm đúng cách nha, ăn nó giòn phê lắm. Còn không là xào tép cũng được, ăn rất là ngọt. Cái đó là đuông nó khoái lắm. Gần như ở Bến Tre mình thì cây dừa là nó kỵ đuông nhất. Đuông mà nó bay vô đó là nó làm ổ trong đó đó. Nó đẻ ra một ổ nó ăn là rụi cây dừa luôn. Cây dừa nào mấy bạn thấy cái đọt của nó mà nó bị rụng, bị héo rồi đó, là thường là hay bị đuông đó. Như lúc gầy ở Bến Tre mình thì thêm cái bệnh sâu đầu đen đó. Đó là hai cái hàng đó là mấy cây dừa là chịu không thấu. Chứ còn mấy cái bệnh kia thì gần như là mấy cây dừa nó đều chống qua được hết à.
Bây giờ mình thấy những cái miếng đất mà từ đất ruộng người ta lên đất vườn á, là người ta trồng dừa cũng nhiều lắm. Nhiều khi thì mình thấy chắc người ta cũng không muốn trồng dừa đâu, người ta muốn trồng những cái cây ăn trái khác hiệu quả kinh tế nó cao hơn. Nhưng mà nhiều khi là do vấn đề về sức khỏe và tuổi tác đó, đâu có chăm sóc được đâu nên người ta phải trồng dừa. Tại giờ ở dưới quê mình thì làm vườn thì thường là người trung niên với người lớn tuổi mà, cái dạng vô khoảng U40 trở lên đó, thì mới làm vườn. Chứ còn mấy bạn trẻ thì thường là đi vô khu công nghiệp hoặc là đi xài thành phố hết trơn à, đi làm thời gian vậy đó. Nếu mà chừng tới chừng 40 50 tuổi mà thấy không được thì người ta mới về quê người ta làm vườn. Nhưng còn trẻ trẻ là phải đi bươn chải chứ ít có ai mà chịu làm vườn đó. Cái dạng như mà bạn trẻ mà về làm vườn rồi nuôi heo nuôi cá nuôi gà rồi đó, đó là một bộ phận rất là nhỏ, 10 người chắc được một người, nhiều khi không tới. Cũng như nguyên đám bạn mình ba mươi mấy người thì chỉ có đứa hai đứa gì thì ở dưới quê làm vườn đấy, còn nhiều là đi hết. Mà thường thì cha mẹ ở nhà lớn tuổi thì nhiều khi đâu có trồng trọt canh tác đâu nổi đâu, thì trồng dừa nó rất là tiện. Trồng dừa thì mấy bạn cực thì chữ là lúc đầu khi mà cây nó bén rễ rồi đó là nó cho trái, thì lâu lâu chỉ xịt thuốc hoặc là gãy phân nó thôi. Còn tới lúc mà hái trái thì kêu người lại người ta hái cho mình luôn, người ta bẻ người ta hái cho mình luôn, mình chỉ ra mình coi mình đếm thôi, nó rất là tiện. Nè bên trái anh có cái biệt thự cũng rất là bự luôn đó, nó ở quê mà nhà lầu thì hơi ít gặp, mà gặp cái nào cái nấy cũng bự chảnh á. Nó này cũng kiểu máy Thái nha, bên phải cũng có một căn nữa nè. Bây giờ ở dưới quê mình thì nhà đẹp nhiều lắm, gần như là ai có điều kiện là người ta cất nhà bự chảnh trơn, thậm chí là nhiều người cất xong rồi mắc nợ hoặc là bán đất là bình thường. Ở này mình chạy tới cái cống vàng rồng rồi nha, ở cái cống ở trước mặt mình đó. Ở cống này thì rất là bự. Ừ, khi phải anh có nguyên cái hàng cao vua luôn nè, có cái cao này nhìn rất là hoành tráng luôn. Nó bên trái mình có mấy chiếc ghe cào nó đậu đây nè. Ngày xưa thì sông Tiền thì gặp ghe lưới nhiều lắm, nhưng mà giờ ghe lưới thì gần như mình không thấy nữa, giờ gặp ghe cào không à. Cái ngày xưa lên sông Tiền là gặp những cái ghe lưới nhỏ nhỏ vậy đó, rồi nguyên một gia đình 4 5 người sống ở trển. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha, chào tạm biệt các bạn, hẹn lại các bạn trong clip khác.